晚上的丽江天气是越来越冷，但是呢，人来这里是越来越多。这里就是搭水车，也是丽江的标志。很多人啊，来丽江古城一定要来这边拍个照，留作纪念。搭水车对面你会看到很大很大的一块石头，上面有写丽江古城的历史。啊，喜欢了解历史，大家可以来这边啊看一下。你看那么大的一块石头，可能每一个人来到任何一个古城啊，都喜欢是去看夜景。我小丽也是，在丽江古城这里呢，白天它有白天的美，晚上是有晚上的不一样的美。丽江古城的晚上真的是很美，虽然现在的古城都是商业化了，但是在这里呢，我还是感受到一些在这里的特色，特别是现在的餐厅啊、小酒吧啊，他们装修很好看，而且呢，晚上人来也特别的热闹。丽江古城这里有一些东西真的是你只能在这里遇到，而在其他地方呢是看不见的。逛了一下古城，我就去找餐厅吃饭了。我们刚才吃了一些东西，这个比较高了，手工黄豆面啦，那个米饭土工mà chủ nói là cái món này là món thì như món mà ăn quen thuộc của người dân tộc Mặt Tây à. Một phần đây là 15 tệ là 50.000 thì mình thấy cũng to xem. Ở trong này cái sợi mì này là sợi mì người ta tự làm thủ công, có lòng gà ở đây là gà núi nha, gà đen hết. Những cái món ăn cái rau á, rau cải muối của người ta, cái nước này là nước hầm gà, người ta bỏ đậu nè, mình nếm thử cái nước này nha. Cái nước này khá là ngon. Cái mùi gà và người ta bỏ những cái thuốc bắc vô hầm nó rất là ngọt. Thank you.
Một phần như này mình nghĩ là 3 người ăn. Khá là nhiều á. Cái sợi mì nữa, người ta làm từ đậu vàng. Cái sợi mì nó rất là thơm mà có cái độ dai vừa phải nè, không có bị bở. Làm thủ công nên là ăn rất là ngon. Cái mình nói ở trong cái phố cổ Lệ Giang này á, mặc dù cái phố cổ rất là lớn nhưng mà đồ nó cũng có thể là rất là đa dạng, những cái hàng này quá, những cái món ăn gì đó tập trung tại một chỗ thì ăn một cái thì cũng thường là 50.000 trở lên, thì giá cũng không phải là rất là đối với Việt Nam mình. Lijiang 古城啊，坐在丽江市，所以呢，如果是啊，你已经观光古城了，不知道要去哪，你可以就去啊古城周围逛一下。丽江古城啊，周围这里也是很热闹的，在这里你会啊可以去逛一下路边，他们卖很多衣服，而且在这边也是有美食街，在地下的特别的热闹。在这里也有啊一个书场，你可以去市场里面逛一下，但是不要太晚，晚上在十点左右就是关门了。好吧，今天的视频简单分享给大家到这里啊，我们会在下一个视频介绍给大家丽江玉龙雪上一日游，希望大家会喜欢。